Hi everyone. Welcome back to English Vietnamese. Đón chào quý vị trở lại với chương trình Anh văn cho người Việt. Và hôm nay mình bắt đầu bài học số 1 nha. Tuấn sẽ dựa vào cuốn sách này. Có 100 bài học. 100 bài học. Và chúng ta học mỗi ngày một bài học nha. Hôm nay là lesson 1, my family. My family là gia đình của tôi. Ok. Câu hỏi là who is she? Who is she? She is my baby sister. She is my baby sister. Cô ta là ai? Cô ta là em gái của tôi. Sister, without the baby, mean young or old, older. So it could be younger or older sisters. So when you put a baby, it tells you that it's a younger sister. Quý vị mà để baby sister thì biết là người đó em gái. Còn không để baby á, sister không á, thì nhiều lúc không biết là chị hay là em gái. Ok. Ok. Section A, words. Words là chữ. Nó có tiếng Việt and tiếng Anh. Ok. English, Vietnamese. So I'm just tell you the English, Vietnamese, you know. Quý vị biết tiếng Việt rồi đấy. Thì bây giờ mình chỉ đọc tiếng Anh cho quý vị nghe thôi, ok? Mother. Mother. Quý vị lặp lại nha. Please repeat after me. Grandmother. Grandmother. Là bà. Là mẹ bà, ok? Sister. Sister. Chị hoặc là em. Nếu mà nó đứng một mình á, thì không biết chị hay em. Ok. Sister. Tiếng Anh nó không có em, nó gái hay chị gái. Nó phải nói là younger or older or baby. Ok. Older sister mean mày là chị. Younger sister là em gái. Hay là baby sister. Same thing. Baby sister we just studied over there. Ok. Over here. Oh, here. Baby sister, em gái. Aunt, aunt, aunt. Cô, aunt. Quý vị đọc aunt, ok? Quý vị mà đọc ant, ant là con kiến. Ant là con kiến. Aunt, aunt, aunt là cô. Aunt. Quý vị thấy khác biệt không? You see the difference? Aunt is a ant, là con kiến. Aunt là người cô. Okay. Father. Father là bố hay là cha. Grandfather. Grandfather là ông. Could be on your mom or your dad's side. Grandmother, ông không biết ông nội hay ông ngoại vẫn gọi là grandmother. Tiếng Anh nhiều lúc không có rõ ràng về cái giới như là ông bà nội ngoại không có. Người ta sẽ kèm thêm một chữ là in-law nhưng không biết là in-law là bên vợ hay bên chồng cũng không có rõ nữa. In-law có thể là bên vợ hoặc là có thể bên chồng. Ok. So grandfather is ông, brother. Brother là anh hoặc là em trai.
không có phân biệt hai chữ, không có hai chữ giống như Việt Nam mình là em, anh. So brother là anh, baby brother là em trai, baby brother em trai. Anh có thể gọi là older brother, older brother là anh, okay? Older brother là anh, baby brother em trai, hoặc là younger brother is em trai, cũng giống vậy thôi. Uncle, uncle, chú là uncle. Ok, quý vị thấy rõ không? Hy vọng là trong video thấy rõ. Yeah, hết bự. Ok. Alright, section B, make a sentence. Make a sentence là lập câu, lập câu. Who is she? Who is she? Phải giống như chu cứ mở ra, hung ai vậy ha. She, she, ok. Who is she? She is my mother. She is my mother. Cô ta là ai? Cô ta là má tôi, mẹ tôi. Ok. Who is he? Who is he? He là ông ta. Okay. He is my father. He is my father. Đọc lại, he's my father. Who is she? She's my mother. Who's he? He's my father. Okay. Đọc lẹ thì nó đúng hơn là đọc chậm. Nhiều lúc đọc chậm nó không ra đúng. I don't know why, but nó vậy đó. Ok. Rồi cái note dưới này đúng sẽ bấm lên cho quý vị coi. Là isn't. Isn't là viết tắt cho chữ is not. Ok. Quý vị nhớ isn't at the bottom, ở dưới nha, cái dưới cái note là isn't bằng is not. Isn't mean is not. Ok. Let me try to move this forward, and I cannot do it. I think I have to bear with me. Chờ xíu nghe quý vị. Hey, how can I do this? How do I move forward? Can't move forward. Let me exit. Mất thì giờ quá nha. Tại vì mình bấm zoom cho nó bự lên á. Bây giờ mình không có qua cái trang được. Let me try to see what I can do. Hey, nó không cho mình qua trang là sao đây? Trở về về trí cũ đi chứ. Rồi, kế tiếp. Full screen. Okay, here. Oh, there you go. Oh, okay. Now. Can you see like that without the zoom? Vậy hơi nhỏ ha. Để mình phóng bự lên nha. Ok, phóng bự ra đó. Bây giờ make a question. Hồi nãy là lập câu hỏi, bây giờ là đặt câu hỏi nha.
Section C, make a question. Make a question là đặt câu hỏi. Is she your mother? Is she your mother? Cô ta có phải là má bạn không? Cô ta có phải là mẹ của bạn không? Yes, she is. Yes, she is. Hay là cô ta, vâng cô ta là mẹ tôi. No, she isn't. No, she isn't. Không, cô ta không phải. No, she isn't. Is he your father? Is he your father? Ông ta có phải là cha bạn không? Yes, he is. Yes, he is. Vâng, ông ta. No, hoặc là no, he isn't. No, he isn't. Không, ông ta không phải. Ok. Section D is learn a verb. Learn a verb. Học động từ. Học những động từ. See. See là nhìn thấy. Seen, đang nhìn thấy. Saw, đã nhìn thấy. Seen là một cái danh trạng từ quá khứ. Past participle. Past participle là tiếng Việt mình gọi là gì không biết. Trạng thái gì đó. Tính từ á. Take it back. Đừng có nghĩ cái chữ đó nha. Mình không nhớ danh từ là past participle là gì. Anyway, see, seen, saw, seen. Okay. Cái này sau này quý vị học. Sau. Let me see. Maybe past participle. Có dành past participle đây. Anyway, next lesson, tôi sẽ dịch cái chữ past participle cho quý vị nha. Okay. He sees my father on Fridays. He sees, nhớ chữ S nha, sees, remember the S, he sees, he, has to have S, chữ nào dùng he là phải thêm chữ S nào vào, see, thêm S, cho he, she or it, he, she or it, thêm chữ S vào cái động từ, ok? You have to add the S for he, she and it. Ok, so, he sees my father on Fridays. Ông ta gặp ba tôi vào hôm thứ sáu. I will be seeing him this afternoon. I will be seeing him this afternoon. I will be seeing him this afternoon. Tôi sẽ gặp ông ta chiều nay. My brother saw you yesterday. My brother saw you yesterday. My brother saw you yesterday. Anh trai tôi đã gặp bạn hôm qua. I haven't seen that movie yet. I haven't, viết tắt cho have not, or haven't. I haven't seen that movie yet. Seen is a past participle. Past participle. Okay. Cái trạng từ khác, danh từ khác, động từ khác. Okay. I haven't seen that movie yet. Okay. Tôi chưa có coi cuốn phim đó. I haven't seen that movie yet. Okay, we're gonna learn idiom. Idiom là
Helium là cách diễn đạt. Idiom là learn an idiom, học cách diễn đạt. Like one of the family, like one of the family, coi như người trong nhà, ha. Meaning có nghĩa là to be, nghĩa là to be like a person in one's family, like one of the family, có nghĩa là to be like a person in one's family. One's family có chữ S dấu sắc, S family thuộc vào gia đình đó. Nó dùng cái này á để nó đánh mạnh vào là thuộc vào một gia đình, cho nên có chữ S dấu sắc, S là thuộc vào một cái gì đó. Okay, to be like a person in one's family, one's family. Okay. So our dog is treated like one of the family. Our dog is treated like one of the family. Con chó được coi như người trong nhà. Okay. Và đó. Là chapter lesson 1. Và đó là lớp bài học số 1 hôm nay chấm dứt, và quý vị nhớ tiếp tục học và nhớ like and share cho bạn bè nhé. Gặp lại quý vị sau. See you later.